Hello bạn, xin chào Lâm, cho anh em nó quay trở lại phần thảo vi sinh nhá. Thì đợt vừa rồi có nhiều anh em hỏi em đánh cái cám gì mà nó lên được nhiều chấm đen thế, thì hôm nay chia sẻ anh em cái cám này. Hôm nay là lấy độc một ít nữa về là mai đánh tiện là cho anh em xem cách như cách làm luôn. Thì là bây giờ chung là cũng muộn đấy các bạn, em vừa đi ca đêm về, em vừa đi ca chiều về, bây giờ nó là 10 rưỡi rồi, tiện là em phối mồi để mai em đi đánh luôn này. Thì tiện đây chia sẻ anh em cái cám này. Đây, đây đây là cái cám mà lần nào thật sự các bác là lần nào em đi đánh hầu như là cũng đều lên được đen. Đấy là hầu như bởi vì em đánh gần như em đánh toàn tự nhiên là cá nó rất là ít anh em ạ. Đấy, cá nó rất là ít nhưng mà lần nào em vác cái này đi là hầu như là đều lên được hàng hết. Cám này nó rất là nhẹ em nhé. Thì đây là cái cám hạt to, nó có hai loại mà. Để qua các bác nhìn là mình biết. Nhưng mà con cái loại nào mà nó để đánh chấm đen. Loại nào để đánh chấm đen thì em sẽ chỉ các bác thôi. Trước tiên đi vào mồi thì em có nói với các bác một cái câu chuyện nó như này, nó rất thực tế các bác ạ, một câu chuyện rất thực tế. Đó là cái cá chấm đen anh em ạ, cá chấm đen mà anh em đang câu ở các hồ dịch vụ bây giờ có nhá. Tất cả các loại cá chấm đen này, cá chép này, rô phi này mà anh em câu ở cái hồ dịch vụ ấy thì 100% là nó được lấy nguồn ở dưới chỗ em các bạn. À không, nếu nói 100% phải vì nó có lấy có nhiều chỗ khác nhưng mà 100% cái cá đấy nó được ăn một cái loại này đấy. Ở chỗ em có nhé, ở chỗ em thì nó là một vựa vựa cá các bác ạ. Đấy, tất cả các ô tô ở trên Hà Nội, ở Hưng Yên này, Hà Nội, Hải Dương này, họ đều xuống đây họ lấy cá về để họ thả dịch vụ. Đấy, nói chung là nó chỉ là phần nhỏ các bác, bởi cá thứ em rất là nhiều, nó chỉ xuất hồ dịch vụ nó chỉ chiếm một phần nhỏ thôi, nhưng mà hầu chắc chắn là tất cả các hồ dịch vụ là đều lấy cá ở dưới cái đầm nuôi bằng cái loại cám này đó. Thì ở chỗ em thì nó nhiều lắm, ở cái mạn dưới chỗ em thì cái đầm mà họ nuôi chấm đen này nó cực kỳ nhiều anh em ạ. Đấy, một đầm nó nuôi cả 100 tấn rồi, cả 100 tấn cá chấm đen nó bán nhá. Đó thì 100% nó đều được ăn bằng cám này. Đấy, cám này thì nói chung là để mà phối mình đánh chấm đen này, em thật sự các bác là ốc vặn cụ. Em chắc chắn là các bác một điều là các bác đánh cái loại này á, ốc gọi bằng cụ luôn, nếu mà đi dịch vụ nhá, kể cả thiên nhiên anh em. Đấy, ốc không thể nào bằng cái loại này được, mà khi anh em đánh ốc ấy thì thật sự các bác là vác đi nó rất là nặng. Đó, mà nó không hiệu quả, nó không thể hiệu quả bằng cái loại này được, bởi cái loại này ấy, nó có cái hương vị, nó có hương vị nó béo béo lại ngậy thế, thì cá chấm đen nó rất là thích. Đó, khi ta trong nước này nó khuếch tán được ngay, còn đâu là tiếng ốc ấy, đợi ốc nó mà nhả rớt cả bọt thì nói chung là nó cũng lâu để đập dập ra mà thính tính thiết các kiểu thì mới câu được, chứ nếu mà để là anh em mà tự tự nhiên mà không cho thính vào ốc mà các bác mà vác cả chục cân mắc nó đổ xuống hồ mà chỉ để đấy mà câu luôn thì rất là khó để lên hàng. Đấy, thật sự các bác rất để khó để lên hàng, nên hầu như là những bác nào đi đánh thì toàn phải phối cái hương liệu này hương liệu kia rồi trộn với ốc thì được. Đó, thì nó chung là ốc là rất tốn kém, mà thế đánh ốc là rất tốn kém mà lại không hiệu quả. Đây thì bây giờ em sẽ cho các bác xem một số cái đoạn video mà em đánh bằng cám này và lên chấm đen nhé, mà hầu như là lần nào em đi mà lên được chấm đen em toàn phải quay cám này nó mới lên được quá. Đang mút anh em ạ. Coi nhìn mút đấy đó, đây rồi anh em ơi. Ui, hàng 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 anh em ơi, đóng 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 anh em ơi, hàng hàng rồi, hàng rồi. Ui con này to này, to anh em ơi, bự bự rồi. Ui, đẹp đẹp, đen 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 anh em ơi, chạy bỏ mắt mày, chạy mắt. Rồi, ok, ai con cho đây, chạy đâu con sâu. Ok, à nhóc. Quá tuyệt vời. Bóng anh em ơi. Ủa ơi, hàng 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 gối qua rồi. Bóng anh em ơi. Ủa ơi, hàng 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 gối qua rồi. Wow wow, hàng. Bóng anh em ơi. Phế chưa. Wow wow wow, hàng của anh em ơi. Wow wow, bạo lực. Phê. Wow. Phê. Ui.
Wow, chấm này. Wow, phê cho nhau, chấm lên. Nó móc kìa. Rồi, con này cẩu anh em nhé. Tuyệt quá. Đánh tự nhiên nó thế này anh em ạ. Cẩu quay lên. Wow, anh em ơi. Phê chưa, chấm đen các bác này. Đánh mày sống thôi thế này chứ. Chạy áp ạ. Gỡ đào rồi anh em nhìn nhé. Đèn này. Đấy, đèn thiên nhiên các bạn. Nó không được to lắm, nó chỉ được như thế này thôi các bạn nhé. Ngoài thiên nhiên thì chỉ có thế này thôi. Đấy. À, và qua đây em cũng kể cho các bác em một câu chuyện như thế này. Đó thì hôm người ta xuống người ta thu cá đấy các bạn. Thu cá dưới đầm chấm đèn, cái đầm đấy nó là 6 hecta mà nó là 70 tấn cá với nhá. 6 hecta 70 tấn cá. Mà cá thật sự các bác là cái chỗ mà để mà cho ăn các bác cầm vợt ra các bác xúc nó lên cá luôn. Thì 70 tấn cá các bác nó biết nhiều kinh khủng luôn, nó rầy rít vào. Đấy ở chỗ cho ăn nó có thể xúc lên cá. Nhưng mà bác biết có điều này mà khi cái đầm nó bắt hết rồi các bác nhá. Đó khi cái đầm nó bắt hết cá rồi thì ở đấy sót đáy lại nó vẫn còn đốc anh em ạ. Đấy và các bác biết tại sao còn nó mềm cái cá này ấy, cá chấm đen ấy, nó được nuôi từ bé đến lớn bằng cái này mà ngày nào nó được cho ăn rất là mắc binh luôn, có nghĩa là nó ăn no luôn đấy, ăn đủ đấy. Thế mà đến lúc mà người ta đánh bắt hết cá rồi mà ta kiểu như người ta bơm nước ra đấy, xong bắt đầu người ta nạo vét đáy, nạo sâu xuống sâu đáy nữa đấy để múc bùn đi đấy, thì ốc nó còn lại rất là nhiều. Thế anh em tưởng tượng như là cái lượng cá nó nhiều như vậy, đúng không? Nhiều vậy, toàn chấm đen vậy. Em khẳng định các bạn là riêng ở ngoài thiên nhiên thì còn một hai con chấm đen nó nằm ở cái khu vực đấy là trong ở dưới đảm bảo chẳng có con ốc luôn, chứ nói là cái lượng cá nó rơi hàng 60-70 tấn như thế đó. Thì hôm đấy em xuống quái là sau đấy nó vẫn còn ốc. Thế người ta nói là cá đấy thì nó ăn cái này nó quen rồi, thành ra là nó ăn no ăn đủ rồi, ăn đủ đạm rồi các bạn, thành ra những loại ốc đấy thì nó không ăn tới. Thì bọn chấm đen này thì nó được nuôi hình vừa là người ta nuôi mấy tầng cá các bạn ạ. Nước về nước rất là sâu, người ta nuôi khoảng 2-3 mét nước này. Đó, 2-3 mét nước rồi nó sẽ chia làm 3 loại cá. Chấm đen là sẽ là bọn ăn nổi, chấm đen là bọn ăn nổi, là cá này nổi này. Khi ăn thừa thì sẽ là bọn chép, nó sẽ là ăn đáy. Đó. Bọn chép dịch vụ anh em ạ, chép dịch vụ. Nếu như anh em bắt về lấy đầm ấy, thì sẽ là nó ăn đáy, còn đâu bọn ngọc nước sẽ là cá mè. Và cá vược phụ thêm nó sẽ là để ăn cá con, nó chia thành nhiều tầng như vậy. Thế thành ra là cá dịch vụ đấy. Thì nó được bắt về thì ra là cái loại cá này nó sẽ là nhạy hơn ốc là rất là nhiều. Nó khẳng định các bạn là bác đánh sẽ nhạy hơn ốc rất là nhiều. Bởi vì chúng nó ăn từ bé là ăn quen cái này mà. Cũng mấy khi nó ăn ốc đâu. Đấy, còn đâu là lần nào các bác đi câu ăn thấy toàn này mà phối thêm hương liệu phụ ra các kiểu vào thì mới đánh được. Cứ để nguyên một ốc không thì có đánh vào mắt. Đây về cám thì nó sẽ có hai loại anh em, nó chia từng cái lứa tuổi ra để người ta cho ăn sao cho nó phù hợp đó. Thì lý kia thì em nói em xuống này cũng chiêm nghiệm, người ta cũng chia sẻ lại cái kinh nghiệm mà dưới người ta chăn nuôi. Hôm nay ngồi chăm gió đấy mới hỏi được thì người ta nói là cái cám này quá này, cái cám này ấy, thì nó là bao đồ đạm. Ngửi mùi cái này thì thật sự các bác là nó không mùi mấy, nó không thơm đấy, cái hàng này nó không thơm, bao đồ đạm này nó không thơm lắm. Em ngửi thì anh em phải lấy về cơ thì ngửi để mới biết được cái mùi của nó. Thì cái cám này người ta sẽ cho ăn cá từ nhưng mà nó phải chưa được mà mấy nước đúng không ạ. Cái cám này được ăn từ 2 cân đến 3 cân này. Đấy, cá khi đã được từ 2 cân đến 3 cân người ta sẽ cho ăn bằng cám 33 đồ đạm này. Đấy, còn đâu là dưới 2 cân ấy, thì cá bé ấy, thì nó cũng là cái loại cái cám như này nhưng mà hạt bé quá. Đấy thì cá nó bé thì hạt ăn sẽ bé hơn. Đó, còn trên 3 cân đổ lên thì người ta sẽ cho ăn bằng cái loại này. Đây, 40 đồ đạm anh em ạ. Cái mùi này các bác nhá. Cái mùi này nó rất là thơm, nó thơm nó kiểu ngậy ngậy đấy. Đấy, đầu tiên em cũng không biết, hôm nay lấy hai cái về và so thử cái này mùi nó thơm ngậy ngậy thật. Đấy, cắm chất lượng hơn anh em nhìn này, cho hai hạt các bác nhá. Đấy này, đồ đạm nó nhiều hơn các bác nhìn này, nó vàng hơn. Đấy, còn cái thằng này thì nó được chế nhiều phụ gia này các bác này. Đấy, chế nhiều phụ gia thì thằng này nó rẻ. Đây, cái thằng này rất là rẻ các bác. Thằng này thì nó đắt gần gấp đôi thằng này các bạn. Thằng này bây giờ hiện tại dưới kia bây giờ nó đang 28.000 cân. Đây, thằng này đắt gần gấp đôi luôn.
là đạm cao, rất là mịn. Mà mua cái này cực kỳ khó, khả năng là không mua các bạn. Đây, cái hạt này cực kỳ khó mua luôn đấy, không phải ngoài cái người ta bán đâu. Cái hạt này là ở công ty ở trên Hải Dương, nên rất nhiều anh em đến công ty ở trên Hải Dương này các bạn ạ, đến tận nơi rồi vào lấy nhưng mà người ta không không lấy đâu, kiểu như mình lấy lẻ người ta không bán, người ta chỉ xuất trực tiếp một phát là nó về tới cái hộ nuôi chấm đen luôn. Mà đặc biệt là cái bọn nó chăn nuôi nó lại kiêng anh em, nó chăn nuôi nó kiêng, nó lại không bán cho người ta bên ngoài, thế mà đau như thành ra là em đi săn lùng 2 năm nay rồi mà không mua được. Thỉnh thoảng là vào nói chuyện chơi chơi thì xin được một vài cân, với con đâu là không mua được đấy. Hay là may quá đợt này thì em lại quen cái thằng ở dưới chỗ nó nuôi các bạn, thì nó nuôi cái này nó bắn bằng máy các bạn, có nghĩa là nó đổ vào máy để nó bắn hạt ra thì một ngày đấy nó cho ăn, nó chăn nuôi nó ăn đấy 2 bao thôi đấy, 2 bao. Thế là những cái phần bắn thừa máy nó lại lấy ra được, hay nó bán lại cho thành ra là mỗi ngày em lấy được một ít đấy, cứ cứ dồn lại thành ra là có một lượng nhất định. Nhưng mà anh em nào muốn lấy cái này thì cũng phải đặt đặt trước thì mới có số lượng nhiều được, không là không có đây. Thì gần như anh em nhé, gần như là cái này các bác nếu mà muốn đánh đánh chấm với chép thì các bác, đặc biệt là chấm đen thì các bác chơi luôn bằng cái này, đây làm luôn bằng cái này nếu một cân nó được rất là nhiều anh em. Cái này không biết là một cân nó rất là nhiều, cái này nó hạt nhẹ các bác, hạt rất là nhẹ mà lại câu rất là hay. Anh em mà có trong tay cái loại cá này đánh thì nó sẽ cực kỳ tự tin luôn anh em, kể cả dịch vụ nó tự nhiên. Đấy, rất là tự tin, chắc chắn là 100% nó sẽ nhạy hơn ốc rất là nhiều đấy. Nhạy hơn ốc rất là nhiều. Em đăng cái video này thật sự các bác là không phải nên là để em bán mồi đâu các bác, không để phải để em bán cái này đâu, bởi vì trong vòng 2 năm nay các bác nhé, trong vòng 2 năm nay từ ngày em đánh lên chấm đen rất nhiều anh em hỏi cám này, nhưng mà hầu như là chỉ có ông nào may mắn lắm thì mới 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 có đợt thì em lấy một ít thì gửi thôi, còn đâu không, không có các bạn. Ngày xưa các bác nhé, ngày xưa có mấy ông vẫn bảo là lấy được cho 10 cân cám này cho 1 triệu, nhưng mà có đâu mà lấy đấy. Đúng là em nhớ là 2 năm trước là có ông bảo là lấy được 10 cân cho 1 triệu chưa tính tiền cám anh, nên em cho luôn 1 triệu để gửi cho ông đánh đập thủy điện, nhưng mà không không có mà lấy các bạn ạ. Còn em đăng cái này lên thì cũng là muốn là chia sẻ với anh em thôi, muốn chia sẻ với anh em là cái bài mồi nó hay nó chuẩn đây, chứ không phải là đăng lên để bán để kiếm tiền đâu các bạn ạ. Bản thân em đăng lên không phải để bán để kiếm tiền các bạn nhé, còn nếu mà để kiếm tiền thật sự các bạn ạ, cái này chỉ cần nghiền nhỏ ra các bạn nhé, nghiền nhỏ ra xong rồi đóng vào túi zip kia, chắc chắn các bác sẽ chẳng biết đây là nó là cái cám gì đúng không, xong rồi cho thêm một vài cái phụ gia đánh mùi đánh lạc hướng đi thì bán nó mới là ra tiền các bạn, chứ còn để nguyên liệu thô này thì bán nó chẳng được bao nhiêu đấy. Chỉ là những cái gì em biết em chia sẻ anh em thôi, còn khi em chia sẻ một cái video nên em khẳng định các bác là hàng tấn cám này là ra ra đi chỉ trong một vài ngày các bạn, hàng tấn cám luôn đấy các bạn, chứ không không phải là ít đâu. Bởi vì đợt vừa rồi em mới đăng video em nói em có cái cá này nên đấy, em chưa bán đâu nha, em chỉ nói có thì trong video thôi, mà lên cái là đã nửa tấn thì bán đi luôn đấy các bạn, xuất đi đúng nửa tấn này đấy. Lần này em đăng cám này em khẳng định 1 tấn chỉ hết trong vòng một vài nốt nhạc thôi. Đó. Còn riêng cái này nếu mà là người làm ăn ấy, người làm ăn thì chắc chắn là sẽ nghiền này luôn, nghiền cái này ra xong rồi bán giá thành sẽ cao hơn đúng không ạ, giá thành cao hơn. Nhưng còn để nguyên liệu thô này thì bán nó chẳng làm bao tiền, hay chia sẻ anh em nó rất là thật tâm luôn đấy. Và sau cái video này em đăng lên em đảm bảo các bác là nhiều ông bán mồi rất 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 là tức em luôn đấy, mà tức thì không thể làm gì được đó, bởi vì họ đang bán mồi ông gặp ngay cái ông đến ông ấy gần như kiểu như phá đám đấy. Nhưng mà thật ra là cứ kệ thôi, cũng là em thành công đến có ngày hôm nay là cũng gần như là anh em biết đến em ấy thì cũng gần như là từ bài mồi mà ra cả, từ bài mồi ủ chua của em đó. Em đi cầu thực tế, đánh thực tế từ cái bài mồi ra, thế là em chia sẻ cái bài mồi của em lên trên đấy thì ngày xưa cũng rất là nhiều anh em nó bán mồi ra nói này kia rồi, nó cũng không để ý. Mà khi anh em phát hành cái bài mồi ủ chua lên thì từ đó là rất nhiều anh em biết đến em, bài mồi đánh nó là gần cực kỳ xuất sắc, gọi là bài một thần thánh các bạn, nó đánh tự nhiên là mồi ủ chua, khẳng định các bác nó về số 1 luôn, đó là về độ rẻ này, rẻ là số 1 này, hay dễ làm các bạn, hiệu quả rất là cao, tư là để lại bảo quản rất là lâu, mà để lâu lại đánh càng nhận đó. Đấy thì đến bài mùa này cũng vậy thôi, nhưng mà khi em đăng lên là
sẽ rất nhiều người, người ta sẽ vào chung là bình luận thế này, bán thế này thế kia. Đó, nhưng mà kệ thôi, chung là cũng là toàn người làm ăn, người ta bán mồi thì kệ, mình làm theo cái công việc của mình làm thôi. Và anh em nào mà muốn biết cái cám nào chuẩn không thì các bác cũng có thể là lấy thử một ít về đấy, các bác so sánh cái cám nào mà mình có thể lấy được ấy, thì xem là cám nào mới chuẩn thì đánh nó ấy. Còn đâu là nếu mà anh em mà không biết ấy, thật sự các bác mà em không chia sẻ cái video lên thì chắc chắn các bác lấy cám này cứ nghĩ là cám này, thì chả biết cám nào cứ thế hạt nó to to này là ok đúng không? Đấy, cám độ đạm này nó khác, các bác nhìn đây. Đấy. Riêng cái cám này ấy, độ đạm càng cao anh em đánh nó sẽ càng nhạy với cá to các bác nhé, bởi vì khi cá to này nó đến cái mức nào đó nó cần phát nó cần trở thành phát triển nhanh, người ta phải cho tăng độ đạm này, độ đạm lên thì cái cá nó ăn quen cái độ đạm ấy rồi thì khi anh em mình đi câu thì ở cái dịch vụ toàn cá to bác, toàn cá nó được xuất chuồng là toàn lớn thì nó sẽ ăn cái này là chính. Và đặc biệt cái cám này nó rất là hay anh em ạ, cám này có thể ngâm là ở trong nước nếu mà hạt nguyên có nhé, hạt nguyên thế này mà ngâm ở trong nước nó rơi khoảng 5-6 tiếng nó không tan, nó cứ lổi này, nó lổi luôn anh em. Như anh em đi cột đài loại này nó là chất này các bác này, nếu em đánh lục thì chung là em phối em bóp nát các kiểu thì nó khác, còn nếu mà anh em mà đánh đài ấy, móc luôn lưỡi cái hạt này các bác, hoặc là đánh lăng lăng xê có nhé, lăng xê các bác móc luôn cái lưỡi hạt này về khi chỉ nó chạm đáy không nhé, nhưng chấm đen nó không quan đáy đâu các bạn, chấm đen ở đây ở tầng nước nó không quan đáy, nó chỉ quan chép quan đáy thôi, thì nó sẽ hạt nó sẽ chỉ nằm ở dưới mà hạt nó sẽ cứ nổi lơ lơ này, cái cá nó quả nó hút 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 là ăn ngay đấy. Cái cám này nó tương đối là rẻ anh em ạ, bình thường đi đánh thì khả năng chỉ một cân là được một ổ, rất là tuyệt vời này, một cân nó nhiều lắm anh em, hai không biết đến một cân nhỉ, một cân nó nhiều lắm anh em ạ, chưa chưa nói là khi mình ngâm nó lở ra nữa cơ, lở ra thì những một ổ khoảng một cân là đánh được bẹt nhẹ này. Đó, khi đánh mình còn pha thêm nhiều cái gia vị khác để phù hợp với từng con cá hay từng cái khu vực mình đánh nữa cơ. Còn riêng mà em đi đánh bằng thiên nhiên thì không phải em chơi 100 chấm này đâu bạn, em mà vẫn là phối ủ chua. Còn phối tỷ lệ như thế nào, kích thước phối như thế nào để làm sẽ có video hướng dẫn các bác cụ thể nhé. Thì đánh tự nhiên nó khác so với dịch vụ thì bọn cá nó ăn so khác với bọn thiên nhiên rất là nhiều. Đấy, mà gần như là cứ có loại này đi thì gần như là cứ chấm đèn chắc mà nó cũng lên liên tục đấy. Còn nhiều bác ấy cứ hỏi tại sao em phải đánh ổ mà nó lại lên được nhiều cá vậy, thì gần như thì còn thật sự các bác là cũng phải đi nuôi ổ đấy, không phải đơn giản đâu anh em, cứ đi ra xong rồi bóp một hai cục mồi ném một cái là cá cắn thôi. Em đi làm có nhé, em làm công ty nhé, có những chỗ nó lỗ bèo đấy thì em toàn mình một ngày hoặc là 2 ngày em đang xả một ít mồi cho nó ăn cá ăn nó quen rồi lần sau nó lại vào tiếp, đánh vậy nó mới được cá các bác ạ. Chung là mình cũng phải là trau chút tỉ mỉ đấy. Còn nhiều anh em nhé, còn nhiều anh em ngày xưa đã từng hỏi em câu ở điểm nào chỗ nào cho theo chân với thời điểm ban đầu cách đây khoảng 5 rưỡi này đó, em cho chung là cũng tương đối nhiều ông đi đi theo chân em, khi theo chân em rồi đến ổ thì mình nuôi ổ đến ngày cuối tuần mình câu mà, thì các ông cũng nghỉ, các ông ra ông câu bắt đầu là các ông mới ngồi trước, thế là mình lại không câu được đấy, đấy là ông chung là ông ấy còn văn minh ấy. Còn có ông ra thì các ông ấy còn thấy mình nuôi ổ ngon ngon cái nào bắt kích trong dí ngay, cái lúc mà nào mà biết mình đi làm cái nào cũng đang bắt kích trong dí ngay, thành ra là em đi đánh đánh ổ này em toàn phải tìm cái chỗ nào nó kín người bạn, kín người người qua lại đấy, không ai nhìn thấy mình cho cá ăn chỗ đấy thì mình câu ấy, nào mình cho lan khoảng 4-5 ngày mình đi đánh ngày tiếp theo ấy, thì chắc chắn là sẽ lên hàng ngay đấy. Chứ còn mà mình cứ ra cái chỗ nào mà anh em nó ngồi đông cứ xảo bừa bừa đấy là gần như là lúc mình ta câu thì người ta chiếm một chỗ, hoặc là người ta cầm kích người ta dí ngay làm động ngay không câu ngay. Nhiều anh em ở trong miền Nam bây giờ cũng theo chân em đánh lục rất là nhiều luôn, các bác ngày xưa toàn đi đánh đơn đánh tài, bây giờ theo chân em đánh lục rất là nhiều, các bác đánh lục nó sướng lắm, đánh ổ nó được nhiều cá, và đơn đài thật sự là em đánh thế nó không không hiệu quả lắm, đánh đơn đài nó hay gặp các con lắm. Do là hôm nay nó cũng rất là muộn rồi, em giờ phải phối mồi cái sáng mai đi ngủ sớm, mà thành ra là không được chia sẻ sâu anh em cách phối mồi như thế nào được. Thì chắc là đến cuối tuần này thì được nghỉ ấy. Thì nó phải dành một tí thì em sẽ hướng dẫn anh em cách phối mồi để đi đánh nhé, và cách pha chế mồi làm sao. Cái mồi này thì nếu mà nhà anh em nào có máy xay sinh tố thì xay nát ra xong rồi bóp cái nó nhuyễn ngay, còn nếu mà anh em mà không xay nát ra là phải ngâm nước ấy.
Hạt này nó rất là khó tan, không phải là đơn giản đâu. Anh em mà móc cái hạt này cứ để ngâm nước 5-6 tiếng nó còn không tan rồi. Nó cứ lồi lên lên luôn. Đây là đánh 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 kiểu như là đánh đánh bôi nổi à. Đấy, em thấy các bác C hay chơi kiểu đấy thì nó còn nhẹ hơn cái hạt ngô rất nhiều anh em ạ. Mà dễ móc ấy. Hạt ngô anh em móc anh em ném xuống, còn này có cái hạt xốp để nó nổi lên. Cái này chả cần. Đó, cái này chả cần các bác móc mỗi hạt này lên để nó tự nó nổi luôn, cái cán nó hút nó lích luôn được ngay luôn. Lích vào lưỡi luôn, đánh rất là hay. Cái này nó nhạy hơn hạt ngô nhiều chứ. Hạt ngô xong cái này được. Hạt ngô nó chẳng có mùi vị, cái này nó đặc trưng mùi vị luôn. Thì video của em đến hôm nay chắc là nó cũng kết thúc này, để buổi sau em đợi các bác chi tiết cách hay phối bóc mồi như thế nào nhé. Bây giờ em cũng phải đi em bóc mồi rồi. Em ngâm nước các kiểu đã, thì mai đánh giờ nó muộn quá em ạ. Nếu mà sớm sớm tí nữa thì em hướng dẫn các bác ngay, với lại video cũng hơi dài đó. Đấy, còn là anh em nào bây giờ muốn đặt cái mồi này thì cứ liên hệ với số Zalo em để ở bên dưới nhé. Thì muốn lấy số lượng nhiều thì chắc các bác phải đặt trước mới có, nhưng bình thường không có số lượng nhiều đâu. Em cứ đặt trước chỗ nào có thì gửi ngay, cũng nhiều lúc cũng may mắn là nó có thể có được số lượng lớn này, em đặt cái nó lại có ngay. Đấy, đánh cái này rất là phê pha các bạn nhá. Nó xuống cái hạt này nó khác khác bọt hẳn các bạn, độ đạm nó khác đó. Thì em đăng nói chung là qua video này thì cái cám này quá nhá, cám này đang là 45.000 một cân này anh em này, cám 45.000 một cân, cám này sẽ là 30.000 một cân anh em nhé. Đấy, cám này sẽ là 30.000 một cân. Đó, thì nếu mà anh em thích nến loại cám nào cũng được, cám này thì về mình để mình đánh loại cá nhỏ cũng được, cám này về đánh loại cá to cũng được. Cám này nói chung là giá nó sẽ dao động anh em ạ, giá nó sẽ dao động, có lúc thì giá này có lúc này nó giá nó có thể cao hoặc thấp hơn, bởi vì nó còn tùy thuộc vào cái thằng nó lấy cám nữa cơ, lấy cám máy ra, bởi vì em là không lấy trực tiếp đấy, nó qua cái thằng đấy nó để lại cho thì nó có, thì nhiều lúc là giá nó cứ dao động đúng không. Còn em đăng video lên thì cũng không là để bán để kiếm ăn đâu ạ. Cái này nếu mà để kiếm ăn thì không hề có. Đây là cũng chỉ muốn là chia sẻ anh em cái bản hồi mình hay đánh này. Còn anh em nào thích đấy, thích thì lấy đánh thử, không thích thì thôi. Nó không quan trọng gì anh em ạ. Nên em muốn chia sẻ tới anh em thôi. Còn mà riêng mà để mà làm ăn, để làm ăn mà kiếm ra tiền thì chắc chắn là người ta sẽ xay ấy, người ta thành bột thì người ta bán ngay. Thì có thể là một cân người ta bán hàng trăm nghìn anh em ạ. Nếu mà sấy này thành bột thì cứ nửa cân một gói đúng không, cứ nửa cân 50.000 hoặc nửa cân 70.000 thì nó ra tiền ngay đó, chắc chắn là sẽ ra tiền ngay. Mà đánh nhá, xong người ta cứ nói chung là cứ kiểu như mình gọi là cái thính, xong rồi bắt đầu là đi phối ốc các kiểu vào mà đánh, thực ra là chưa chắc là ốc nó do ốc mà lại do cái này cơ. Thì qua đây em muốn nói các bạn là để đánh dịch vụ đấy thì anh em nên có cái này, bánh là ok nhất, tiết kiệm nhất đó, mà chuẩn nhất các bạn. Còn đâu là đối với cái loại hương liệu bọn Trung Quốc thì thật là không không thể so bằng cái bọn ấy đâu. Bọn ấy công nhận là nó là đỉnh này, hương liệu mấy cái loại hạt đan ấy thì em thấy nó là đỉnh, mà nó đắt lắm, thì giá toàn giá trên trời. Để mà anh em đi câu với thật ra cái tiền vé đã chết dở, xong bắt đầu với lại tiền mồi nữa, mà mồi mà các kiểu đôi khi móm nó vẫn hoàn móm, bởi vì đi dịch vụ thật ra là người ta làm ăn ấy, thì dịch vụ người ta nhiều hồ người ta vẫn có cái chiêu trò để người ta kiếm sống, chứ không phải là cứ cho ông câu bừa phứa cá nên là mầm làm sao người ta tồn tại được, người ta kiếm ăn được đúng không. Hàng mấy trăm cái hồ dịch vụ trên Hưng Yên nó mở ra thì hồ nào chả kiếm ăn. Còn mồi mè nó chỉ là một phần anh em ạ, mồi mè là một phần, nó chỉ là một phần, thế nên chung là cũng là rất là nhỏ để có thể lên được cá bạn. Còn yếu tố là may mắn này, rồi nó do thời tiết này, nó do người làm hồ đó. Đấy. Nhiều người làm hồ thì người ta làm ăn vớ vẩn thì các bác chắc chắn là đi đánh khả năng móm rất là cao, có cái ổ ăn ngon cái ngày mai ra làm động cái chắc chắn là bác sẽ không câu được. Riêng cái bọn cá chấm đen này các bác nhé, có một cái điều này nói các bạn là riêng bọn cá chấm đen này ở thấy đầm luôn các nhé, mà đang cho ăn các bác nhé, đang cho ăn chỉ có người lội một phát đảm bảo ngày nó không ăn luôn, cho nó không ăn luôn đấy, cái kinh khủng như không. Hôm ấy em xuống em ở đấy đang cho ăn, em xuống rửa chân ông kiếm đuổi em lên luôn, bảo mày mày không được rửa chân đấy, động phát là không ăn luôn. Lúc em bờ sùng chân gãy là đang vớt cá này tiện nổi phèo không có nào nó ăn luôn, thế kinh ấy. Em thấy bọn bọn chấm đen này nó có không biết là có cái giác quan gì mà nó nhạy bén như thế, cứ người người xuống nước cái là nó không ăn nữa luôn, kinh khủng.
Nhưng mà những cái hồ dịch vụ thì cá nó thưa thì khả năng là nó còn đỡ, còn đâu những cái hồ người ta đang nuôi với mật độ cao này, động cái nó gần khu nó biết ngay là nó không ăn rồi. Đấy, mà ví dụ như là chủ hồ người ta làm ăn bát nháo đấy, là nào anh em chắc không câu được. Vui vui hôm nào người ta thả trong một hôm thì mới câu thôi. Qua đấy thì cũng chỉ muốn nói anh em là mồi mà nó chỉ là một phần thôi, còn đâu mà nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Còn nên là cá không, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố luôn. Đấy, còn để mà đánh nhạy mà không mất nhiều công này, đấy, sạch sẽ thì anh em cứ chơi cái loại này, chơi ốc bắt con thua đâu, đánh dịch vụ chơi ốc bắt con thua anh em, cứ loại này mà quá này. Đấy, một cân ốc nó không được bao nhiêu em, nhưng anh em mà đánh nó bằng một một cân ốc ấy thì chắc nó được một vốc cái này thôi, mà đã một cân ốc rất là nặng, nó không được bao nhiêu, không bằng cái loại này. Con này một cân nó được nhiều lắm anh em ạ, phải một cân một ổ luôn đấy, mà ốc mà anh em đánh ổ khả năng đánh khoảng chục cân. Đó, cái này mà chục cân thì một tháng nó kinh khủng lắm, chục cân tháng nó phải mấy ổ anh em. Đánh cái này nó là kinh tế, trông thế nó là kinh tế của nó rất là nhẹ mà nó trông nó rất là nhiều. Xào ổ ấy có cái mùi hương các bạn, cái mùi hương đấy cá đến ngay. Thế ốc nó xuống này anh em lại phải có một cái hương liệu gì đó thì mới mới đánh được, đúng không? Hoặc phải đập dập nát các kiểu, xong bắt đầu nó thối đáy là cái ngày mai cá lại không vào nữa. Đấy. Cái ốc nó rất là dở ở chỗ đấy, khi anh em mình tháo sống xuống thì nó lại không có cái mùi vị gì, sau lại phải đập nát để nó tạo thớt ra, thì ngày mai cái chỗ nó thối đáy thì cá là sao nó vào nó dở hơi. Còn cái này thì anh em cứ yên tâm là chấm chép là mắc phê luôn nhé, đặc biệt là các dịch vụ nhé, bản thân em đánh tự nhiên nó nên là mầm luôn đấy. Đặc biệt là nói chung là đánh đánh nó không thối đáy nữa, đánh này nó không bị thối đáy. Khi mà nó cái mồi này mà nó ngâm đến nó tan rồi ấy thì nó cứ khuếch tán, nó khuếch tán dần đi, đấy là nó đáy rất là sạch, nó không bị thối, không như là anh em đánh ốc ốc thối đáy cái là cá ngày mai nó vào nó cái kinh mỏ sừng nó dám vào. Rồi bây giờ nói chung là cũng muộn này, em phải và ngâm cái này cái em chuẩn bị đồ mai đánh.